Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin mới 123 với những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất trong ngày, những sự kiện trong làng giải trí, những tiêu điểm nóng của Việt Nam và thế giới. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama tăng cao nhất kể từ năm 2013, khi ở những tháng cuối của nhiệm kỳ, Tổng thống Barack Obama giành được sự ủng hộ lớn từ người Mỹ và thậm chí nhiều cử tri còn muốn ông là lãnh đạo nước Mỹ thêm 4 năm nữa. Theo cuộc thăm dò của NBC News Wall Street Journal ngày 23 tháng 5, 51% người được hỏi ủng hộ Obama, trong khi tỷ lệ người dân không đồng tình với những việc chính trị gia 55 tuổi đang làm là 46%. Trong số những người ủng hộ ông Obama, 88% là thành viên đảng Dân Chủ và chỉ 8% người ở đảng Cộng Hòa. Theo Newsmax, 51% là mức ủng hộ cao nhất dành cho ông Obama kể từ cuộc khảo sát hồi tháng 1 năm 2013, khi ông bắt đầu đảm trách cương vị tổng thống nhiệm kỳ 2. Tỷ lệ này cũng cho thấy một xu hướng nhất quán trong nhiều tháng. Phần lớn người Mỹ thực sự yêu mến ông Obama. Việc một chính trị gia được người dân yêu thích vào lúc này là một điều khá hiếm hoi. Ví dụ, ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump đang bị nhiều người Mỹ ghét dù số phiếu cử tri dành cho họ vẫn lên hàng triệu. Quốc hội Mỹ thậm chí còn nhận được sự dè biểu thậm tệ hơn khi chỉ 11% cử tri cho rằng cơ quan này đang làm tốt công việc của mình. Theo khảo sát gần đây từ công ty chuyên thăm dò ý kiến công luận Mỹ Rasmussen Report, theo MSNBC, người ta chưa có thống kê đầy đủ về những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm tăng cao. Một số người cho rằng một trong số những nguyên nhân là do một vài thành công gần đây của chính quyền trong việc quản lý hay do lợi ích kinh tế ổn định. Trong khi nhiều ý kiến lại cho rằng tỷ lệ ủng hộ Obama cao phản ánh việc người Mỹ không hài lòng trước các ứng viên đang chạy đua cho chức Tổng thống thứ 45. Các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ đang cảm thấy kinh hãi trước viễn cảnh ông Trump trở thành tổng thống, trong khi bà Clinton có vẻ sẽ khiến nước Mỹ vướng vào những vấn đề ngoài nhiều hơn ông Obama. Và dù bất cứ ai ngồi trong phòng bầu dục, đều sẽ phải đối diện với một quốc hội chia rẽ và bế tắc. Theo The Vice, trong cuộc bầu cử tổng thống 2016, những thành viên đảng Cộng Hòa ghét chính đảng của mình tới mức họ quyết định ủng hộ ngôi sao truyền hình thực tế Donald Trump hơn các ứng viên truyền thống chính trị gia chuyên nghiệp. Trong khi đó, khá nhiều đảng viên Dân Chủ không hài lòng với hiện trạng chính trị của đảng này và ủng hộ thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một ứng viên mà giới truyền thông đánh giá là không có tia hy vọng. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ nghĩ rằng đất nước đang đi sai đường. Trong môi trường chính trị như vậy, ông Obama lại đặc biệt được yêu mến trong giới trẻ, các nhóm thiểu số, sinh viên vừa tốt nghiệp. Ngay cả 1/3 số đảng viên Cộng hòa Tự do Ôn Hòa cũng bày tỏ sự ủng hộ Obama, theo cuộc thăm dò của Viện Gallup. Trong cuộc thăm dò của NBC và WSJ, 39% số người được hỏi đã trả lời rằng họ sẽ bầu cho Obama nếu hiến pháp cho phép ông tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Năm 2000, khi cựu tổng thống Bill Clinton đang ở những tháng cuối nhiệm kỳ thứ hai, chỉ 34% số người có câu trả lời tương tự, trong khi người tiền nhiệm của Obama là cựu tổng thống George Bush chỉ giành được tỷ lệ ủng hộ là 30% cùng thời điểm trên. Theo The Vice, trong thế kỷ 21, nhiều khả năng người Mỹ sẽ xem kỷ nguyên Obama là một giai đoạn tuyệt vời vì nhiều vấn đề diễn ra khá suôn sẻ trong quãng thời gian ông làm tổng thống. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tin Mới 123 của chúng tôi. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở dưới mỗi video, hoặc các bạn cũng có thể đăng ký kênh bằng cách nhấp vào thẻ đăng ký theo dõi kênh. Và cuối cùng, các bạn cũng đừng quên like, share, comment kênh Tin Mới 123 của chúng tôi nhé, để kênh ngày càng phát triển. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.